Xin chào mọi người, xin chào các chị em nghe. Thì hôm nay bên shop Nguyễn Điểm sẽ tiếp tục cập nhật những cái mẫu bên shop em có hàng nha mấy chị ơi. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các chị em cái mẫu này là mẫu quần sọt ha. Cái này nó không có ngắn như đùi nhưng mà nó là sọt nha mấy chị ơi. Nó gần tới đầu gối của mình luôn ha. Cho nên mấy chị em mình mặc ở nhà, mặc đi ngủ rất là tiện luôn nha mấy chị. Hai bên em có may hai cái túi cho mình luôn ha, đựng đồ thoải mái như là quần dài vậy đó mấy chị, nhưng mà em cắt theo cái mẫu quần sọt nó ngắn lên trên thôi, trên gối, trên vừa trên gối cho nó không có cục nỉnh trên đùi nha mấy chị. Cổ là áo cổ này là cổ tròn, áo là dây bản nha, cái này dây bản bầu tròn nha mấy chị. Ở trước em có ship con nè mấy chị. Ship con rất là dễ thương ha, ở trước có cái nơ nhỏ nè. Cái này cái màu em đang mặc là màu vàng qua vân đen nha mấy chị ơi. Cái này có size từ 55 đến 65 kg mặc vừa nha mấy chị, tùy theo chiều cao nữa ha. Đến 60-65 kg mặc vừa tùy theo chiều cao nha mấy chị. Mẫu này là mẫu cổ dây bản giùm em, dây bản quần sọt giùm em nha. Rồi tiếp theo em sẽ quay những cái màu qua văn có hàng cho mấy chị em mình xem nha. Mẫu này là bên em có còn mẫu một size duy nhất thôi nha mấy chị. Và nó có nhiều màu khác nhau nhưng mà bên em còn có một size thôi. Cái size này là tầm khoảng 55 đến 60-65 kg mặt dừa. Màu em đang mặc là màu vàng qua văn đen nha mấy chị. Tiếp theo cái này là màu đỏ ha, màu đỏ qua văn đen giùm em. Đồ này là giá 50.000 một bộ nha mấy chị. Cái này là quần sọt chứ không phải là quần đùi ha. Nè, cái này nó dài hơn cái như quần đùi một xíu cho nên nó là quần sọt ha. Cổ là cổ dây bản, cổ tròn ha. Này cổ thiền thiền nè, rất là dễ thương, ở nhà rất là tiện luôn á mấy chị. Nè cái này là cái quần quần nè, để em quay ra gần cho mấy chị xem ha. Nè cái này là cái dạng quần sọt, quần sọt nó dài hơn ha, còn nếu như quần đùi thì nó sẽ ngắn như vậy nè, nó ngắn ở trên này, còn cái này là dạng quần sọt nó dài hơn đó mấy chị, cái ống rồi rộng rãi thoải mái ha. Hai bên ở trước em có may hai cái túi cho mình luôn nè. Đầu này là 50.000 một bộ nha mấy chị ơi. Rộng rãi thoải mái ha, cái quần rất là bự. 50.000 một bộ, tiền ship là 30.000 một đơn như bình thường nha mấy chị ơi. Rồi có nhiều chị em hỏi là sao không thấy em mà tư vấn cái kem body với mấy chị, thì hôm nay em sẽ quay lại cái chất kem cho mấy chị em mình xem nha. Cái chất kem là kem màu trắng nha mấy chị ơi, hộp này em đang xài nè. Cái chất kem là màu trắng nè mấy chị. Hàng rất là đẹp luôn, cái chất kem nó rất là đẹp luôn, nó mướt và nó mịn ha. Cái này là hàng của công ty, không phải kem trộn nha mấy chị. Cái này là hàng của công ty mình làm là có qua thí nghiệm với lại của công ty đạt chuẩn người ta sản xuất cho mình ha. Cái chất kem màu trắng rất là đẹp luôn nè. Khi mà mình thoa lên cái tay của mình á mấy chị là nó thấm rút hết trơn luôn ha. Cái kem này công dụng của nó là cấp ẩm làm trắng và nó có một lớp chống nắng luôn cho mình nha mấy chị. Khi mà mình thoa lên tay á, là nó thẩm thấu vô da của mình hết trơn luôn, nó không có để lại vân kem nha. Đặc biệt là nó có chất chống nắng SPF 30 cộng nha mấy chị ơi. Kem này thì một hộp là 180.000 nha. Chị em nào mà mình không có mua kèm theo sản phẩm gì hết, mình mua hai hộp kem thì mấy chị sẽ được miễn ship nha. Còn mấy chị em nào mình mua từ 3 hộp thì mình sẽ được tính giá sỉ nha mấy chị. Chị em mình mua hàng có nhu cầu mua hàng thì mấy chị cứ inbox bên Zalo nha. Bên em sẽ ghép tin nhắn và báo giá với lại tư vấn cho mình kỹ hơn nha mấy chị. Nè, đây là cái chất kem mình sau khi sử dụng nè ha. Nhìn cái da của mình nó trắng mà nó mướt đó mấy chị. Còn cái tay mà mình chưa có sử dụng kem nè, nhìn cái da nó hơi bị khô hơn á. Cái kem này mình thoa vô là nó mát lạnh luôn á mấy chị. Nó mát lạnh luôn mà nó có một cái lớp chống nắng cho mình, cho nên mình đi ngoài trời nắng á, nó cũng rất là đỡ cho cái da mình luôn. Nó không có bị khô, nó không có bị sạm đen nha mấy chị.
cái chất kem xài rất là mướt luôn. Cái kem này mấy chị xài rất là ít hao luôn nè, mình chỉ cần thấm, mình chỉ cần thoa một lớp mỏng thôi là nó có cái lớp chống nắng bảo vệ cái da của mình rồi, cho nên mình hạn chế bị cái vụ mà cái tia UV nó chiếu vô cái da của mình nó bị sạm đen á. Ví dụ như mấy chị mà xức cái kem này rồi á thì mấy chị không có xài cái kem nào khác được, tại vì nó cái chất kem nó quá đẹp luôn, nó mướt mà nó mịn nè mấy chị. Mình nhìn mình thấy khác hẳn luôn á, nhưng mà đặc biệt là không có lộ răng kem nha, nó thơm cực kỳ luôn á mấy chị em nào mà mình dùng cái kem này là mình khỏi dùng nước hoa luôn á. Nó thơm, mùi thơm dịu nhẹ, rất là thơm luôn nè. Nó trắng mà cái da mình rất là mướt luôn nha mấy chị, cấp ẩm làm trắng, đặc biệt là nó có chống nắng cho mình luôn ha. Chỉ có 180.000 một hộp thôi mấy chị. Thường á là mình bắt gặp cái chất kem màu trắng này á là với cái giá là 200 mấy hoặc là 300 mấy, nhưng mà đặc biệt có bên shop kem bán dòng kem này chỉ có 180.000 một hộp thôi. Dành cho chị em mình có nhu cầu sử dụng ha thì mấy chị cứ kết bạn bên Zalo giùm em nha. Nè, hai cái tay mình trước khi xài và không có xài nè mấy chị. Nhìn quá là rõ rệt luôn nè. Chất kem màu trắng rất là đẹp luôn. Nhìn cái chất kem thôi là mấy chị thấy là mê liền. Rồi chị em mình có nhu cầu sử dụng thì mấy chị cứ xem ha. Xem rồi nếu như mấy chị có ưng thì mấy chị đặt hàng ủng hộ bên shop của em nha. Tiếp theo thì em sẽ lên những cái mẫu đồ bộ cho mấy chị em xem nha. Bộ này là bộ màu đỏ qua văn đen. Bộ em đang mặc là bộ màu vàng nha mấy chị. Màu vàng qua văn đen. Còn cái bộ mới quay xong là bộ màu đỏ qua văn đen cho em nha. Tiếp theo cái này là màu xanh nè mấy chị, màu xanh qua văn đen, cái này cũng là quần sọt hết trơn nha. Em quay là quay một mẫu nha mấy chị. Cái này là màu xanh qua văn đen giùm em nha. Cùng một mẫu nha mấy chị, chỉ khác có cái là khác màu thôi. Cùng một mẫu, cùng một qua văn giùm em. Nhưng mà nó khác màu thôi, cái này là màu xanh qua văn đen nha mấy chị. Bộ này là trắng đen ha, trắng đen giùm em, trắng đen qua văn nha mấy chị, màu trắng qua văn đen giùm em nha. Cái đồ em thấy màu qua văn nào cũng đẹp hết trơn á, tại vì khi mà em chọn vải á thì em chọn cũng rất là kỹ luôn á mấy chị. Cái nào mình thấy đẹp và mình thấy nó phù hợp á thì em mới lấy nha, cho nên sau khi mà lên đồ thì em đã qua khâu lựa chọn rất là kỹ, cho nên hàng em thấy cái nào cũng đẹp. Cái này là có từ size 55 ký tới 60-65 ký nha mấy chị. 50 ký mình mặc cũng được nha, mặc rất là thoải mái luôn. Em 50 ký là mặc rộng rãi thoải mái nha mấy chị. Được, cái này là màu tím hoa văn đen giùm em nha mấy chị ơi. Đây màu tím hoa văn đen giùm em nha. Có một cái đường viền rất là dễ thương luôn nè mấy chị. Cái này nếu như nhiều khi mình nhìn sơ ý thì mình sẽ thấy không rõ nha, nhưng mà có cái một cái lằn viền ở ngoài nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương luôn nè. Có cái nơ nhỏ hơn trước nè, cho nó có cái điểm nhấn ở trên cái này cho nó đẹp hơn á mấy chị. Nhiều khi mình không có may cái nơ nhìn nó luồn tuôn, nó không có đẹp. Em chỉ làm có cái nơ nhỏ xíu xíu thôi. Thì chị em mình còn nhỏ tuổi mặc cũng được, mà trung tuổi mặc cũng được ha. Rồi thì hôm nay em đã quay những cái mẫu mà dây bản này nha mấy chị. Này là quần sọt có một mẫu duy nhất nha, và có một size một tầm khoảng 50 ký đến 60-65 ký, mặc vừa tùy theo chiều cao nữa nha. Rồi chị em mình đặt hàng thì mấy chị để điện thoại nhận hàng giùm em nha. Tại vì nhiều khi shipper người ta tới khu vực của mình rồi nhưng mà người ta gọi không được thì không thể nào giao hàng cho mình được nha mấy chị.
cho nên mấy chị sau khi đặt hàng thì mấy chị sẽ cho em xin địa chỉ liền giùm nha. Có nhiều đơn hàng á là không có cho địa chỉ cho nên em phải giữ hàng ở đó hoài luôn á. Mấy chị không cho địa chỉ thì em cũng không dám, thật sự không có hàng bán thì em cũng không dám lấy ra bán, vì sợ mấy chị gửi thì không có giao cho mấy chị. Nhưng mà mấy chị khi mà mấy chị xác định đặt hàng thì mấy chị phải gửi cho em địa chỉ và số điện thoại em mới gửi hàng cho mình được nha. Thì mấy chị đặt hàng mấy chị để ý điện thoại giùm em. Em xin cảm ơn và tất cả mọi người đã mua hàng ủng hộ shop của em và vào xem kênh và đăng ký kênh ha. Thì em video đến đây em xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.